Dạ vâng, em Tiến Audio Hải Dương kính chào toàn thể quý vị, các bác, các anh em nha. Do mấy ngày vừa qua em bận công việc riêng, không làm một video. Mong quý vị, các bác, các anh em chúng ta thật thông cảm. Và có lẽ là từ ngày hôm nay, video sẽ lên đều đặn cho quý vị, các bác cùng anh em. Và thưa quý vị, các bác cùng anh em chúng ta, trong mấy ngày vừa qua em cảm ơn các bác rất là nhiều, đã rất là nhiệt tình ủng hộ cho mặt hàng của em Tiến Audio Hải Dương. Và thưa quý vị, các bác, các anh em chúng ta, thì trong video clip ngày hôm nay thì em Tiến sẽ đưa vào một bộ, đó là karaoke gia đình, gồm có là một đôi loa đến từ thương hiệu Ohm, loa thương hiệu Ohm các bác nha, một thương hiệu rất đình đám và nổi tiếng đến từ Anh Quốc. Đôi loa này được sản xuất tại Anh, thưa quý vị các bác cùng nhìn. Sử dụng cấu hình là hai đường tiếng, gồm có là một loa bát có đường kính 30 bằng giấy kết hợp sợi thủy tinh và cái gân là gân vải tẩm dầu, và một loa tép kèn có tới 4 cái lỗ thông hơi. Đôi loa tuyệt đẹp và xuất sắc, zin từ Anet, dòng này có chất âm cực kỳ hay các bác nha, dòng này có chất âm cực kỳ hay và cái giá thành của nó cũng rất là vừa phải, êm ái để cho quý vị các bác anh em chúng ta sở hữu và đam mê chơi karaoke gia đình rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì đôi loa này là một đôi loa có giá là 7,2 triệu các bác nha. Đây là thương hiệu loa Full đến từ Anh Quốc. Và cấu hình trong ngày hôm nay thì đây, mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng đến với tham quan đôi loa. Thì chúng ta thấy là đây là một cái loa bát có đường kính 30 này. Bát có đường kính 30 nhá, màng giấy kết hợp sợi thủy tinh này, cái màng giấy kết hợp sợi thủy tinh nhá, và cái gân của nó là gân chất vải tẩm dầu, 4 lỗ thông hơi đây. Và một loa tép kèn. Xung quanh loa tuyệt đẹp luôn. Thì đến với thương hiệu của loa thì chúng ta hãy cùng đến với thương hiệu là Ohm, có chữ Ohm này. Hay gọi là thương hiệu Ohm. Đối với những người giờ xanh loa Full thì các bác nhìn cũng rất là biết rõ về thương hiệu loa này rồi nhá. Thì thương hiệu loa Ohm này có cái tên model là LX2 các bác nha, LX2. Công suất là 200W trên một thân thùng loa, trở kháng 8 ohm. Và các bác đang nhìn dòng chữ rất nét ở đây, đó là hàng chữ Margin UK các bác nha. Margin UK tức là Margin Anh Quốc các bác nha. UK là ký hiệu của Anh Quốc. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Chúng ta check mạng phát ra luôn. Rồi ok nhá. Thì bát 30 rất là đẹp. Và tiếng của dòng này thì biến bản luận các bác nhá, biến bản luận cực kỳ hay luôn, thùng thành vách quá đẹp rồi. Thì đôi loa có giá là 7,2 triệu. Và tiếp theo là đánh với một chiếc đẩy CTV Dub, nó là thương hiệu đẩy LA các bác nhá. Một chiếc đẩy LA mang thương hiệu là CTV Dub model M800. Đây, thương hiệu đẩy LA rất nổi tiếng. Đẩy LA là một dòng đẩy linh kiện của Mỹ và được lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc hàng bãi các bác nhá. Rất là tuyệt vời. Dòng này chơi cực kỳ lành lành như là cối đá vậy, lành lành như đất vậy nhá. Cực kỳ lành luôn. Và bao nhiêu năm nay em bán toàn bán dòng đẩy LA thôi. Và dòng đẩy LA thì cái quạt gió của nó cực kỳ êm các bác nhá. Quạt gió cực kỳ êm. Đây là khi này em đang mở, em chỉ bật TV nó lên tất cả thôi. Đấy, nó là cực kỳ êm luôn, không có tiếng động. Chiếc đẩy này có giá 4,8 triệu. Chúng ta chơi chiếc đẩy này đánh vào những dòng full bát 40 thoải mái các bác nhá. Và kẹp thêm một đôi 30 nữa, hát hò thoải mái luôn. Thì có hai dòng vang. Một là chiếc vang số JBL X6, giá của chiếc vang này là 2,5 triệu này. Và chiếc vang cơ AV Pro model V668 Pro thì chiếc vang này có giá 2,3 triệu. Tranh nhận nhau vang cơ và vang số có 200.000 thôi các bác nhá. À, anh em thích chơi vang nào thì chơi. Còn đâu chiếc mic là E-Moder model MT5002. Dòng này hôm nay em về được một bộ duy nhất. Thì chiếc bộ mic này có giá 2,5 triệu. 2,5 triệu đồng một bộ. Đó. Và bây giờ thì em Tiến sẽ lấy mic và nghêu ngao một đoạn cho quý vị các bác anh em chúng ta, để anh em chúng ta cảm nhận về âm thanh rất là hay. Chào anh chị. Thì trong video này tác nhạc gồm có là một em sẽ hát một đoạn karaoke này, và sau đó cho các bác nghe một bản nhạc để các bác cảm nhận âm thanh của đôi loa này nhá. Đây mic này. Bây giờ bật nhạc lên nè. Thank you.
sao linh rồi này cũng xa cổ vui ngày nào toàn cơ lan rồi tôi mãi chưa quên đời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thương hay thay đổi đời linh còn nghĩ gì thương cô làm gì một tận buồn chưa bôi xóa quê cũ khi bao tình tôi bên bên chẳng lành bồng này hòa tình mai chân lặng xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa đời đau ta dòng thao tin nhau trong mê biển lối ta từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối biết phương thôi nhắc chi chuyện cũ nên đau lòng làm người còn thương nhau nhé xin quên đi này em sẽ đã nghêu ngao một đoạn karaoke cho các bác rồi và đứng em hát không được hay lắm mà mấy ngày nó ốm khản tiếng nhá, thì em cũng đã ra test cái âm thanh trực tiếp cho các bác rồi và cũng đã sờ và sắp loa cái bộ mic là cái bộ mic thuộc dạng là nó thuộc dòng là chống rú, tự nó tự ngắt gia tốc, chống rú và tự ngắt gia tốc, cả chiếc vang cũng vậy, nó có cái độ chống rú chống rít rất là tốt ở trên cái chiếc vang và chiếc bộ mic. Cộng tác với là một đôi loa có chất âm cực kỳ là hay, bass đánh rất là sâu mềm và giá 7.2 triệu nhá, thì cả bộ ấy nó cũng trên chục triệu thôi các bác nhá, rất là hay, chơi gia đình rất là hay. Và bây giờ mời các bác nghe nhạc. Mơ ước một đôi
lạ thường khi nắng ngả về chiều, nhìn đôi